Ok, và 1, 2, 3. Bạn ơi, như vậy là bị tệ á. Bạn ơi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng cuối cùng của chương trình Khi hai là một. Và với vòng này chúng ta sẽ đến với chủ đề được mang tên Nương tựa. Và với vòng thi nương tựa này chúng ta sẽ có một trò chơi cực kỳ dễ thương, nhưng mà nó cũng sẽ hơi khó và lắc léo tí xíu. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái vạch được gọi là vạch xuất phát. Bên cạnh đó các bạn sẽ thấy là trước vạch xuất phát sẽ có một cái ván trượt. Các bạn nghĩ là sẽ trượt bằng chân sao? Không, chúng ta sẽ ngồi cả một cái cơ thể lên trên đó. Và đồng đội của chúng ta sẽ đẩy chúng ta đi. Nếu như ở đầu ván trượt này chạm hoặc là vượt qua cái vạch nào đó thì chúng ta sẽ tương ứng với đây sẽ có ớt nè ha, rồi này một cái loại nước gì đó mình không biết nhưng mà nó cũng khá là nguy hiểm, rồi đây có thể là thử thách nè đó. Nói chung là lần lượt chúng ta phải trải qua, nên là hy vọng là các bạn sẽ có thể rơi vào những cái ô mà các bạn mong muốn. Và mỗi một đội chúng ta sẽ có hai lượt chơi, ai sẽ là người chơi đầu tiên? Him thì him nhường cho Leo. Dạ không em hả? Dạ em không được nhường, nãy giờ anh nhường em nhiều rồi. Thì nãy giờ anh nhường em thì đến giờ anh vẫn nhường em. Dạ thôi ạ, em cho anh đi trước. Thôi ra tôi nói thế này, tôi chơi trước đi. Đó, trời quá tuyệt vời. Anh có một chiến thuật. Anh tự tin đúng không? Anh tự tin. Anh tự tin đúng không? Rồi. Có ý quyết gì không? Và ngay sau đây sẽ được chơi đầu tiên của đội Quốc Khánh và Leo. Em ngồi đi ha, anh sẽ đẩy em dạ, trước rồi, cho em có cảm giác. Ngồi thăng bằng nha. Cố lên nha, gồng nha, gồng. Sau này anh sẽ vịn em có thăng bằng này, em cứ yên tâm. Rồi. Sao em không thấy nó thăng bằng chút nào vậy? Rồi. Thăng bằng không biết có thể chưa? Anh vịn rồi, anh vịn rồi, anh vịn rồi. Ráng nha. Thở nha, dạ. Gồng cứng người nha. Ok. 2 bắt. Bắt. Cái biên độ rơi của nó thì cái theo Khánh tính là cái mũi ván trượt nó rơi vào hai ly này á. Quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ tính là cái mũi này gần cái vạch nào nhất thì mình sẽ phạt, hình phạt ngay cái vạch đó. Thì tôi cảm thấy là cái vạch mức này nè, nó gần ngay cái vạch này. Và cái vạch này trùng hợp thay nó lại đối diện với trái ớt. Không phải Khánh, tại vì hồi nãy là cái biên độ rơi là nó nhích xuống xíu, xong bạn Leo chống cái tay xuống thì nó mới nhích lên tí xíu. Chúng ta sẽ tính là cái mũi này vậy thì nó vẫn hơi hợp với ly này. Và Khánh nghĩ là đây giống như là một chén rượu mừng nha, tại vì hai bạn quá giỏi. Hai bạn dám khởi đầu, dám đương đầu với khó khăn. Xin mời hai bạn cùng một cái nha. Ok, không sao em, đầu xuôi là đuôi lọt. Dạ rồi, rồi uống xong rồi. Cảm xúc sao? Chúng tôi cần nghỉ giải lao mà. Ok, và thông báo cho các bạn nhận được 5 điểm đầu tiên. Yes, xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ đến lượt của Duy Khánh và Hiêm Phạm. Và ngay sau đây sẽ là lượt chơi của Hiêm Phạm. Bạn sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Ráng thôi, vững chãi nha. Ok, và 1, 2, 3. Bạn ơi, như vậy là bị tệ á. Bạn ơi. Khoan. Ủa bây giờ mà đẩy không qua là uống hết đúng không? Khánh phải đẩy hết sức chứ. Khánh phải đẩy hết sức á, nhưng mà tại vì biết sao không? Nó đang không có chắc chắn và Khánh đẩy hết sức thì nó bị mít cái bánh xe xuống dưới này nè. Rồi. Nên là bây giờ mình lựa một cái thế chắc chắn nhất nha. Khó, thế này khó lắm. Chắc chưa? Rồi. Ok. Thế nó hơi bị lệch. Lệch rồi nè. Từ từ chưa chắc chắn lắm đâu. Đúng rồi, hai cái chừng để cân bằng xíu. Bạn thân 10 năm phối hợp khá là nhuần nhuyễn nhờ. Khá là hiểu tính nhau. Ok rồi đó. Khá là hiểu nhau á. Ok bạn. Thôi Khánh vô ngồi trước đi. Ok. Rồi đẩy đi. Bạn đây nhớ kéo lùi xuống để lấy đà nha. Rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Hiêm hiêm. Dạ lắm. Hiêm hiêm. Từ từ. Rồi ok bạn. Một. Hiêm ơi, Hiêm ơi. Hiêm ơi, Hiêm ơi, Hiêm ơi. Hiêm ơi. Cái này là Duy Khánh lủi thẳng vào một cái chiếc bao thư duy nhất của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là gì ạ? Không biết là phước hay họa đây. Khánh, đây là phong bì bí mật có chứa tiền bạc cho hai anh em mình đó. Wow, tuyệt vời. Và phong bì của Duy Khánh đó chính là cộng 5 điểm. Wow. Cảm ơn. Ủa, là mình còn cộng thêm một cái điểm nữa bạn. Đúng ơi. Dạ, tôi có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 với 5 là 13. 13. Chứ bao giờ để đưa 13 đến như vậy. Rồi, chơi sâu lại. Bây giờ sẽ là lượt chơi cuối cùng của đội
Quốc Khánh và Leo. Tụi mình nằm được không ạ? Miễn là sao cả cơ thể của mình lên là được ạ. Từ từ em thử. Phải là thăng bằng hơn á. Được không ạ? Được không ạ? Đúng. Stop những việc chơi dại. Stop 1. Anh ok chưa ạ? Ok. 1 2 3. Cố lên. 3. Cố lên. Ok. Wow. Một rớt dành cho bạn. Quá tuyệt vời. Anh ơi. Không sao anh, em chia sẻ với anh được. Em chia sẻ với anh được. Mọi người cắn một cái lấy vị thôi. Nhưng mà biên độ rơi của nó là 3 cm. Nhưng mà hai người phải ăn hai đầu của hai bên á. Bị ác á. Cái tâm khởi ra bị ác á. Lát nữa cái đoạn mình còn vòng á, đừng làm gì. Dạ thôi được rồi, anh lăn xả rồi thôi, để em ăn đầu to cho. Ok. Thấy bằng ngầu lắm á. Nhưng không, bị làm một hồi thấy ghét á. Thấy ghét. Ok. Hồi nãy bạn ở vị trí trước đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 điểm. Cộng 5 điểm lúc nãy, 14 điểm. Yeah. Ôi, vậy là hơn mình rồi Hiêm ơi. Cố lên. Cố lên. Nhưng mà bây giờ thì mình cỡ 2 điểm thôi cũng được nữa. 2 điểm. 2 điểm là thắng rồi. Còn 3 trái ớt nữa đang chờ bạn. Đừng có vô cái ly nha. 1, 2, 3. Wow. Wow, ô cuối cùng. Tuyệt vời lắm. Tôi chỉ mong bạn được 2 cái thôi, 2 điểm thôi. Bạn quá sung sức và bạn nhận được một món quà rất tuyệt vời. Thôi để Hiêm chịu cho Khánh kẹp đi. À, về cái ngón này đỡ đâu nè. Ok. Yeah. Vậy là cộng thêm 10 điểm nữa. 10 điểm, hồi nãy là 13. 23 điểm, chiến thắng toàn phần. Quá tuyệt vời. Trời ơi, ngoạn mục quá. Khánh ơi, mình cần thời gian nghỉ ngơi không? Hồi nãy cái thái độ bạn oai lắm, bạn thể hiện lắm. Mà cái lúc mà ăn ớt nhìn cũng ngầu nữa, xoái ca. Mà sao khúc này thấy thay bạn cũng bớt ngầu á? Thật ra ớt thì đối với tôi không cay. Nhưng mà cái gì cũng có hậu quả và hậu chứng của nó. Và hiện tại bạn đang cảm thấy rất là vui. Tuyệt vời bạn. Yeah, quá tuyệt vời. Cảm xúc của bạn ngày hôm nay như thế nào? Ủa sao hỏi tôi? Quên. Trời, tưởng bạn người chơi, không, thấy bạn nhiệt tình lắm. Cảm xúc của Hiêm ngày hôm nay như thế nào? Hiêm muốn nghe lời của người thua trước. Cảm thấy phiền và mất thời gian không? Mời em. Đầu tiên thì em nghĩ là em cũng không hiểu anh Hiêm thêm được một chút. Và dạ, tại vì nay suy nghĩ của em muốn nói cái gì tiếp á. Tại vì nó nhiều cái nó đang xen trong đầu em quá. Em nếu không nói về Hiêm, em có thể nói về anh. Ngày hôm nay em có thể em hiểu về anh hơn đúng không? Dạ, cả hai đều rất tuyệt vời. Cảm ơn em. Còn Hiêm, hôm nay người chiến thắng nè. Bản thân Hiêm cảm thấy rất là vui khi mà đến chương trình này, tham gia những trò chơi và để hiểu Leo hơn. Mặc dù những cái đó là Hiêm cũng đã hiểu rồi. Yeah, rất là tuyệt vời. Cái này cảm xúc của Khánh là Khánh rất là vui khi thứ nhất là gặp lần đầu tiên được gặp Leo và hôm nay là gặp lại Hiêm Phạm. Và chúc cho hai bạn một cái hành trình sắp tới, hai bạn sẽ thật là nhiều điều may mắn và công việc sự nghiệp cũng sẽ thăng hoa và khởi sắc hơn nhé. Hiêm Phạm, chúng ta sẽ gặp lại. Rồi cuối cùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian và đến với chương trình. Khánh ơi, theo chương trình của mình nó có một cái phong tục là thắng là được tặng quà á. Chắc điều này sẽ làm Leo buồn lắm đây. Vậy thì ai là người chiến thắng ngày hôm nay? Khánh hả? Vâng, người chiến thắng đó chính là người đứng kế bên phải của tôi đây, Hiêm Phạm. Yeah, một lần nữa xin chúc mừng Hiêm Phạm. Và đây là phần quà dành cho người chiến thắng, xin mời. Yeah, hy vọng là với chiếc nồi nấu chậm này sẽ giúp cho bạn có thể nấu được nhiều bữa ngon. Yeah. Và mời Leo sang ăn. Yeah. Để thắm đượm tình bạn bè anh em nhé. Yeah, cảm ơn chương trình. Ok, cảm ơn bạn. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.